6 sân vận động dành riêng cho bóng đá ấn tượng nhất Thái Lan. Sân vận động tỉnh Chennat, hay còn được gọi là sân vận động Khao Plong và lạc tại Khao Tha Phra, huyện Mueang Chai Nat. Được mở cửa vào năm 2009, với sức chứa ban đầu là 5.574 khán giả. Đây được coi là sân vận động tiêu chuẩn đầu tiên ở tỉnh Chai Nat. Sân vận động này đã trải qua hai lần cải tạo vào các năm 2011 và 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Khao Plong là 10.000 khán giả, với toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn. Nhìn từ trên cao, sân vận động Khao Plong nổi bật với sắc hồng cùng hình dáng vuông vức được tạo thành bởi 4 mặt khán đài. Ngoài ra, 3 trong 4 khán đài được xây dựng bằng việc lắp đặt các kết cấu thép đúc sẵn. Khao Plong cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi cho một sân vận động bóng đá chuyên nghiệp. Mặt sân Khao Plong sử dụng cỏ paspalum, được ưa chuộng ở các sân bóng của Thái Lan hiện nay. Sân vận động này hiện là sân nhà của câu lạc bộ Chanat Hornbill, đội bóng đang chơi tại Thái League 2. Sân vận động Khao Plong được xem là một trong những niềm tự hào của người dân tỉnh Chai Nat. Dù nó có sức chứa không quá lớn, nhưng luôn được xem là một trong những sân vận động bóng đá chất lượng tại Thái Lan. Sân vận động Thunderdome khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 1998. Nó tọa lạc tại khu vực Mường Thong Thani, huyện Pakret, tỉnh Nonthaburi. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là khu liên hợp thể thao Thunderdome. Nó chính thức mang tên sân vận động Thunderdome từ năm 2007. Sân cũng đã trải qua hai lần đổi tên theo các thỏa thuận tài trợ, lần lượt là Yamaha từ năm 2010 đến 2012 và SCG trong giai đoạn từ 2012 đến 2020, trước khi trở lại với tên gọi Thunderdome từ năm 2021. Sân vận động Thunderdome đã trải qua quá trình cải tạo vào năm 2009. Hiện tại sân có 4 khán đài, trong đó khán đài phía Tây là lớn nhất với 2 tầng. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn. Sức chứa của sân vận động này là 13.000 khán giả. Thunderdome được trang bị đầy đủ tiện nghi cho một sân bóng đá chuyên nghiệp. Nó đã vượt qua các tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á. Mặt sân Thunderdome sử dụng loại cỏ paspalum, được chăm sóc rất tốt và bài bản, nên dù thường xuyên tổ chức các sự kiện giải trí ngoài bóng đá, mặt sân Thunderdome luôn phục hồi rất nhanh. Thunderdome luôn được xem là một trong những sân bóng tiên phong trong việc chuẩn hóa khái niệm một sân vận động bóng đá chuyên nghiệp tại Thái Lan. Sân vận động Sinh Ha Chiang Rai nằm gần sân bay quốc tế Mây Pha Luông, tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan. Được khởi công xây dựng từ năm 2010 và chính thức khai trương vào ngày 7 tháng 7 năm 2012. Với tên gọi ban đầu là United Stadium, sân vận động này đã trải qua 3 lần đổi tên, bắt đầu với tên gọi Sinh Ha từ năm 2018 đến 2021. Sau đó là tên gọi Leo Chiang Rai từ năm 2021 đến 2023. Và mới đây nhất, kể từ tháng 11 năm 2023, sân vận động này đã quay trở lại với tên gọi Sinh Ha Chiang Rai. Sinh Ha Chiang Rai được coi là sân vận động đẹp nhất và chất lượng nhất miền Bắc Thái Lan. Sân vận động này có đầy đủ 4 mặt khán đài, với khán đài phía Bắc và phía Nam có mái che, cũng là những khán đài chính của sân vận động. Toàn bộ khán đài được lắp đặt những chiếc ghế màu đen và cam, hai màu sắc đặc trưng của đội bóng chủ quản Sinh Ha Chiang Rai United. Sân có sức chứa hiện tại là 11.350 khán giả. Mặt sân Sinh Ha Chiang Rai sử dụng cỏ Bermuda. Nó là một trong những sân vận động sôi động nhất tại Thai League 1, khi những khán đài luôn được lấp đầy bởi các cổ động viên của Chiang Rai United, tạo thành những biển lửa màu cam trên sân vận động này. Sân vận động BG được khởi công xây dựng từ năm 2008 trong khu đất thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bangkok Glass Public ở quận Thaniaburi, tỉnh Pathum Thani. Sân vận động chính thức khai trương vào ngày 7 tháng 3 năm 2010. Kinh phí xây dựng là 400 triệu baht. Nó được coi là một trong những sân vận động bóng đá đẹp nhất và chất lượng nhất ở Thái Lan hiện nay. Sân vận động BG có 3 mặt khán đài gần như đã được lắp đặt toàn bộ ghế đơn, trừ khu vực khán đài đứng ở phía Nam. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 10.114 khán giả.
Ghế trên khán đài BG được khảm ngẫu nhiên bằng hai màu sắc xanh dương và trắng, những màu sắc đại diện cho đội bóng chủ quản BG Batum United. Khán đài phía Tây và phía Nam có hai tầng, nhưng chỉ khán đài phía Tây được trang bị mái che. Vật liệu chính tạo nên sân vận động này là bê tông, nhưng vẫn tạo nên sự thanh thoát cho sân vận động, nhờ sự sạch sẽ, tiện nghi và chỉn chu của nó. Mặt sân BG sử dụng cỏ Pasolum, có kích thước 105m x 68m. Cũng là một trong những mặt sân tốt nhất ở các sân vận động tại Thái Lan. Hiện tại, BG Batum United đang tiến hành nâng cấp mở rộng sân nhà của mình bằng việc xây dựng bổ sung thêm khán đài đang bị khuyết ở phía đông. Khán đài mới sẽ có mái che và sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Sau nâng cấp, sức chứa của sân vận động BG sẽ được nâng lên khoảng 15.000 khán giả. Dragon Solar Park là tên gọi mới dành cho sân nhà của câu lạc bộ Ratchaburi FC kể từ năm 2022. Đây là một trong những sân vận động độc đáo nhất của Thai League hiện nay. Việc xây dựng sân vận động bắt đầu vào tháng 8 năm 2015 trên diện tích 112.000 m² tại quận Muang Ratchaburi, tỉnh Ratchaburi. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 29 tháng 6 năm 2016. Với kinh phí xây dựng là 300 triệu baht, tên gọi ban đầu của nó là Meterphone. Đến năm 2022, sân được đổi tên thành Dragon Solar Park theo thỏa thuận tài trợ mới của Ratchaburi FC. Sân có 3 khán đài, trong đó khán đài phía đông và tây có mái che. Hầu hết các cấu trúc tạo nên sân vận động là thép, tương tự như trang arena của Buriram United. Sức chứa của Dragon Solar Park hiện tại là 10.000 khán giả, với toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi màu cam và đen. Trong đó ở khán đài phía tây có khảm hình một emoji khá thú vị. Dragon Solar Park có phong cách kiến trúc hiện đại và phá cách. Điểm đặc biệt nhất trong thiết kế của sân vận động này chính là hình dáng mặt tiền khán đài phía tây của nó, trông giống như một con rồng lớn đang ôm lấy bãi cỏ xanh, biến đây trở thành một trong những sân vận động đẹp nhất Thái Lan hiện tại. Sân có đầy đủ các tiện ích để khai thác các hoạt động thương mại phục vụ cổ động viên đến sân ở mỗi trận bóng đá. Dragon Solar Park cũng đã vượt qua các tiêu chuẩn để tổ chức các giải bóng đá quốc tế từ Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC. Sân vận động Trang Arena được khởi công xây dựng từ năm 2010 trên khu đất rộng 150 ha tại tiểu khu Nai Mường, huyện Mường, tỉnh Buriram. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 2011. Trang Arena cũng đã được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới là sân bóng đá cấp FIFA được xây dựng nhanh nhất trên thế giới khi hoàn thành chỉ sau 256 ngày. Kinh phí xây dựng là 500 triệu baht. Tên gọi ban đầu của sân vận động này là iMobile. Trước khi mang tên Trang Arena từ năm 2017 theo thỏa thuận tài trợ mới của đội bóng chủ quản Buriram United. Điểm nhấn của Trang Arena là toàn bộ sân vận động được xây dựng từ các kết cấu thép đúc sẵn. Nó là sân vận động bóng đá Thái Lan đầu tiên đạt tiêu chuẩn của FIFA. Sân đã trải qua một đợt cải tạo lớn vào năm 2014. Hiện tại, sân có 4 khán đài với độ cao bằng nhau. Trong đó khán đài phía Tây và phía Đông được trang bị mái che. Toàn bộ khán đài đã lắp đặt ghế đơn, với phần lớn ghế ngồi trên khán đài là màu xanh lam. Còn lại là những chiếc ghế màu trắng được sử dụng để khảm chữ Buriram và Thunder Castle biệt danh của sân bóng này. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 32.600 khán giả. Dàn đèn của Trang Arena có độ sáng 2.000 lux, trong khi mặt sân sử dụng cỏ Paspalum. Trang Arena chắc chắn là sân vận động bóng đá tốt nhất của Thái Lan hiện tại. Ngoài là một sân vận động bóng đá, nó cũng được coi là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn của tỉnh Buriram. Khi bạn bước lên cầu thang vào sân vận động, bạn phải trầm trồ vì nó quá đẹp và hiện đại. Cảm giác giống như đi dạo quanh một sân bóng tại châu Âu.